Aye, Aye. Thánh Dương Tu. Mời anh Hồng đi nữa. Chào tất cả mọi người, nếu mà ốm quy mô như thế này thì lần đầu tiên Hiển tham gia. Hiển bao. Mình bỏ xe của tư vấn là bỏ tư vấn mình mua tiền về xe. Nói cái nước về xe là mình số 0 nhưng mà tổng tư vấn và kết hợp là cái gu thẩm mỹ mình cùng với bạn ấy. Mạnh Quân lại là người biến cái tư vấn thành hiện thực. Thứ nhất là anh ơi, cái phần quảng cáo đó mình phải ngăn lại mới được. Quảng cáo là cái động của người. Quảng cáo là cái. Quảng cáo là cái. Cái này mình đầu tiên rồi. Phải đề nghị cái. Ê tôi. Không. Anh biết này không được rồi. Đây nghĩ tặng cái bàn quy chương cho những người tích cực tham gia hội. Rồi mời anh Hải ơi. Hút là phải hút cho có tâm nha. Rồi hút không phải là gấp đôi nha. Mút. Ba người muốn làm hai người muốn hỏi. Mút không cứ loạn mà. Không ai đi giờ mới có tên mà kéo.